Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồng Hồ. Thì trong thời điểm dịch bệnh hiện tại thì việc quan tâm tới sức khỏe của mình là vô cùng cần thiết. Thì ngoài cái việc mình đo về nhịp tim cho cơ thể thì còn một chỉ số nữa các bạn phải quan tâm, đó là về cái chỉ số SpO2 hay còn gọi là nồng độ oxy trong máu. Vậy thì SpO2 là gì? Thì video ngày nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chỉ số SpO2 cũng như là một số ứng dụng có hỗ trợ tính năng đo đó trên thiết bị điện thoại và cả những cái thiết bị đồng hồ có hỗ trợ tính năng này luôn. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. SpO2 là gì? Thì mình xin chia sẻ nôm na cho bạn dễ hình dung, chứ mình không chia sẻ chi sâu như bên y tế được. Thì SpO2 có nghĩa là cái nồng độ oxy trong máu của mình. Và cái chỉ số này nó sẽ thể hiện cái tình trạng sức khỏe của mình cũng như là về cái khả năng hô hấp của cơ thể mình luôn. Và đặc biệt trong một Covid hiện tại đang diễn biến khá là phức tạp, thì cái chỉ số SpO2 này đang được rất là nhiều các bạn quan tâm. Bởi vì khi mà cái người bị Covid á, đó thì cái chỉ số SpO2 họ sẽ thấp hơn, và khi đó họ phải thở bằng máy thở. Thì cái việc mà mình theo dõi cái chỉ số SpO2 hàng ngày á thì nó sẽ giúp ích cho mình về cái vấn đề mà cảnh báo khi mà nó quá thấp. Thì lúc đó mình sẽ có thể là liên hệ với người thân hoặc là liên hệ với bác sĩ để có thể theo dõi một cách nó tốt hơn. Hiện tại thì có rất là nhiều thiết bị đo về cái SpO2 này. Điển hình như là trong y tế thì sẽ có những cái thiết bị đo kẹp tay nè, hoặc là kẹp vào giấy tay nè, để cho ra chỉ số một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì mình thấy nếu mà mình sử dụng, mình đo liên tục á thì hơi bất tiện khi mình làm việc hoặc là khi mình đi đường. Thì hiện tại thì mình thấy những cái hãng đồng hồ smartwatch thì đang trang bị cho mình những cái tính năng SpO2 này ở trên cái chiếc đồng hồ của họ luôn. Và mình thấy cái này nó sẽ nó hiệu quả hơn, và cũng như là nó sẽ linh động hơn cho việc mình vừa tập luyện hay là mình vừa làm việc thì nó đều đo được cho mình. Tuy nhiên thì nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng là cái chỉ số đo ở trên cái thiết bị đồng hồ có thật sự chính xác hơn so với cái chỉ số đo trên cái thiết bị đo y tế hay không. Thì mình xin chia sẻ luôn, đó là đối với thiết bị đo y tế thì nó vẫn có sai số nha bạn, nhưng mà sai số chỉ là cộng trừ một mà thôi, chứ nó không có sai số quá nhiều. Còn đối với thiết bị đồng hồ á thì không có một cái hãng nào mà cam kết cho mình là cái chỉ số đo SpO2 đó một cách chính xác 100% cả. Và họ đều có một cái câu lưu ý, đó là đối với sản phẩm đo của họ thì nó chỉ mang tính chất tham khảo về chỉ số mà thôi, chứ không có thể nào mà thay thế cho thiết bị y tế được. Đó, các bạn lưu ý giúp mình vấn đề này. Hiện tại thì thiết bị smartwatch hỗ trợ SpO2 thì rất là nhiều, thì các bạn có thể lựa chọn cái sản phẩm nào nó phù hợp với cơ thể cũng như bản thân mình hơn. Điển hình như là về những cái sản phẩm mà đồng hồ mặt tròn á, thì mình sẽ có những cái sản phẩm sau đây. Điển hình như là cái chiếc Mi Watch nè. Đó. Rồi ngoài ra còn gần nhất ấy, thì nó sẽ có cái sản phẩm đó là Huawei Watch 3. Đó, nhìn cũng khá là đẹp và nó có hỗ trợ tính năng SpO2. Và cao cấp hơn thì mình có thể là sử dụng cái đồng hồ gaming. Đó, và nó cũng sử dụng cái tính năng SpO2 này. Rồi, còn đối với mặt vuông á, nếu bạn thích thì có thể lựa chọn cái dòng Apple Watch Series 6. Đó, nó cũng hỗ trợ cho mình tính năng SpO2 và sử dụng được ở Việt Nam rồi. Mình cũng có làm một cái bài hướng dẫn cho bạn, thì các bạn bấm đường link phía bên dưới của mình để xem lại nha. Thì ngoài ra thì còn có một thiết bị nữa, đó là về đồng hồ Amphit GTS 2 mini. Đó, mình mới đánh giá gần đây, cũng như là về cái Realme Watch 2 Pro. Thì những sản phẩm này nó đều hỗ trợ cho mình tính năng SpO2 được trang bị ở trên cái thiết bị đồng hồ luôn. Và mình có để đường link phía bên dưới thì các bạn có thể truy cập vào đó để xem những cái sản phẩm smartwatch có hỗ trợ tính năng SpO2 luôn nha. Ngoài ra thì còn có những dòng band nữa nha các bạn. Đặc biệt phải nói tới đó là cái dòng Mi Band 6. Đây, đó, nó vẫn hỗ trợ cho mình cái tính năng SpO2 luôn. Thì đối với sản phẩm này nó sẽ phù hợp cho những bạn nào mà thích cái sự nhỏ gọn và tiện dụng ở trên đây. Đó, thì mình cũng để đường link phía bên dưới về những cái dòng band luôn. Các bạn có thể bấm vào đó để mình có thể xem cũng như truy cập vào đường link để có thể đặt mua. Bởi vì những sản phẩm này nó đang được giảm giá trực tiếp tại Thế Giới Đồng. Đó, các bạn nhớ bấm vào đó xem nha. Ngoài ra thì cái tính năng SpO2 này nó còn có thể hỗ trợ trong vấn đề mình tập luyện thể thao. Ví dụ như là khi mình tập luyện quá sức á, thì cái chỉ số SpO2 này nó cũng có thể là giảm đi. Thì lúc đó mình có thể theo dõi nó một cách tốt hơn để mình có thể là luyện tập một cách nó ổn hơn. Và ngoài ra thì nó còn hỗ trợ trong vấn đề mình sinh hoạt bình thường cũng như vậy nữa. Khi mà mình ngủ hoặc là mình ở trong phòng nó quá kín á, thì cái lượng SpO2 này nó cũng sẽ bị giảm đi. Và nếu mà mình có thiết bị đo thì nó sẽ giúp cho mình cảnh báo để mình có thể là mình ra những nơi thông thoáng hơn, để mình có thể là lấy được cái lượng oxy một cách tốt hơn. Tuy nhiên có một số yếu tố ảnh hưởng trong quá trình đo khiến chỉ số không chính xác. Điển hình như là cái thể chất của mọi người nè, hoặc là các bạn bôi kem chống nắng, kem dưỡng da ở trên cái phần vùng tay. Đó, và ánh sáng bên ngoài cũng có thể làm ảnh hưởng đến việc đo của các bạn luôn nha. Và đặc biệt là khi các bạn đeo những thiết bị đồng hồ á, hoặc là vòng đeo tay á, thì các bạn lưu ý mình một số điểm sau đây. Thứ nhất đó là về cái khu vực đeo, thì bạn sẽ đeo ở dưới phần mắt cá tay giúp mình nha. Không nên đeo quá siết chặt, có nghĩa là mình sẽ đeo
vừa chặt thôi nha, không quá siết, thì khi mình siết chặt quá thì cái máu mình nó sẽ không lưu thông một cách nó tốt hơn. Mình sẽ đeo nó vừa như vậy thôi. Và thứ hai đó là các bạn khi mà các bạn bấm vô cái tính năng đo á, thì cái tay các bạn phải giữ yên và không được đụng đậy nha các bạn. Rồi, và khi đo thì nó sẽ đếm dần từ 30 giây trở về sau, hoặc là tùy thiết bị, thì có những thiết bị là tầm khoảng 15 giây thì nó có thể đo được rồi. Đó, và các bạn lưu ý giúp mình những cái điểm đó. Và sau khi đã đo xong rồi thì mình sẽ xem những cái dữ liệu như chỉ số đó ở trong cái ứng dụng của đồng hồ ở trên điện thoại. Đó, thì nó sẽ hiển thị cho mình và mình sẽ theo dõi một cách nó chính xác và hiệu quả hơn. Sau đây là một số thang đo tiêu chuẩn của SpO2 mà mình tham khảo được. Đầu tiên đó là chỉ số từ 97 tới 100%, đó là chỉ số oxy trong máu nó rất là tốt. Thứ hai đó là chỉ số từ 94 tới 96%, thì đây là chỉ số oxy trong máu nó đã ở mức trung bình nha các bạn. Và thứ ba, chỉ số oxy trong máu là từ 90 đến 93%, thì đây là chỉ số oxy trong máu rất là thấp và phải cần ý kiến của bác sĩ cũng như là người thân để đưa tới trung tâm y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe của mình. Và cuối cùng là dưới 90%, đây là biểu hiện của một ca cấp cứu lâm sàng nha các bạn. Đó là những chỉ số mà mình tham khảo được. Còn đối với những thiết bị đồng hồ thông minh á, thì nó sẽ có những cái cột mốc chỉ số khác nhau. Điển hình như là thiết bị đồng hồ Garmin này của mình đây, thì cái chỉ số của nó sẽ gồm 4 cột mốc. Ví dụ như là tốt là nó sẽ ở mức là 100% tới 90%, đó là chỉ số oxy máu nó rất là tốt. Còn trung bình là nó sẽ ở mức là 89 đến 80%, và thấp là ở mức là 79 đến 70%, và cuối cùng là lâm sàng là dưới 70% nha các bạn. Ngoài ra còn có những cái đồng hồ smartwatch khác thì nó sẽ có những chỉ số khác nhau. Điển hình như là cái chiếc Huawei Watch 3 nè, đó nó sẽ bao gồm 3 chỉ số là từ 90 đến 100%, đó là chỉ số tốt nhất. Đó, và từ 70 đến 89%, đó là ở mức trung bình, và thấp nữa đó là 70 dưới 70%. Đó, thì cái này là tùy thuộc vào cái thiết bị đồng hồ đó. Tuy nhiên thì theo mình đánh giá và theo mình thấy luôn á, thì thông thường là dưới 90% là nó ở mức thấp rồi. Đó, thì lúc đó thì mình có thể là mình liên hệ trung tâm y tế hoặc là ra trung tâm y tế gần nhất để có thể kiểm tra lại sức khỏe của mình. Thì mình sẽ nói sơ qua về ứng dụng này. Thì khi các bạn mở cái ứng dụng này lên, rồi các bạn truy cập vào ứng dụng bằng tài khoản Facebook hoặc là tài khoản Gmail vân vân. Rồi các bạn sẽ vào bên trong thì giao diện của mình nó sẽ hiển thị như vậy. Đó, thì các bạn sẽ bấm vô cái phần là độ bão hòa oxy nè. Đó, nó sẽ có phần camera, các bạn sẽ bấm vào đó. Rồi lúc này đây, khi mà các bạn bấm vào phần camera rồi thì các bạn sẽ đặt ngón tay của mình lên cái phần camera, có nghĩa ngay phần đèn flash luôn nha các bạn. Đó, che cái phần camera cũng như đèn flash luôn. Và nó sẽ đếm từ 3 đến 0. Rồi nó sẽ bắt đầu đo. Thì lúc này đây, nó sẽ đo cái mạch máu ở trên cái tay của các bạn thông qua cái đèn flash này cũng như thông qua camera, và nó sẽ cho các bạn ra một cái chỉ số là mình thấy cũng tương đối là gần giống như những cái thiết bị đồng hồ đeo tay của mình. Thì sau khi đo xong thì nó sẽ gồm cho mình những chỉ số như là nhịp tim nè, nồng độ oxy nè, rồi tần số thở nè, mức độ stress nè. Đó, nó sẽ hiển thị hết ở trên đây cho mình. Hiện tại ứng dụng này mình thấy cũng khá là ổn so với việc mà mình đang đo với lại trên cái chiếc đồng hồ luôn. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn về cái SpO2, nồng độ oxy trong máu, cũng như là cái tính năng được trang bị ở trên cái chiếc đồng hồ smartwatch hiện tại. Đó, và nếu bạn nào mà không có thiết bị đồng hồ á, thì cũng có thể là sử dụng theo dõi qua cái ứng dụng mình vừa chia sẻ cho các bạn, để các bạn theo dõi tình trạng sức khỏe của mình một cách tốt và hiệu quả hơn ở trong mùa dịch Covid hiện tại. Và nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích, có thể nhấn nút like, share và subscribe kênh để xem nhiều những thú vị hơn ở trên kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.